Xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Sức khỏe cho mọi người của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn gây ra cho người và động vật. Loài vi khuẩn này dân gian thường gọi là vi khuẩn ăn thịt người. Nó thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa lũ và phổ biến ở vùng nông thôn, nơi người dân thường xuyên tiếp xúc với bùn đất và nguồn nước ô nhiễm. Sau nhiều năm vắng bóng, gần đây bệnh Whitmore đang có nguy cơ tái bùng phát trở lại ở Việt Nam. Nhiều địa phương đã ghi nhận số ca mắc bệnh Whitmore tăng đột biến, trong đó có nhiều ca tử vong. Cho đến nay, bệnh Whitmore vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, do đó nếu bệnh không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất cao. Vậy, vi khuẩn ăn thịt người có thực sự nguy hiểm không? Và làm thế nào để phòng bệnh Whitmore hiệu quả? Bích Ngọc xin trân trọng giới thiệu khách mời tư vấn cho chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Đồng Minh Hùng đến từ CDC Đồng Nai. Chào quý vị khán giả trên đài, chào MC Bích Ngọc. Thưa bác sĩ, sau nhiều năm vắng bóng thì gần đây một số địa phương như Quảng Trị, Thanh Hóa hay là Đắk Lắk đã ghi nhận số bệnh Whitmore tăng đột biến, trong đó có nhiều ca tử vong. Vậy xin bác sĩ cho biết bệnh Whitmore là bệnh như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết, bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh Melanocytic, đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại vi khuẩn rang âm có tên là bột khô Acidomallei gây nên. Thì bệnh này được phát hiện vào năm 1912 do một nhà khoa học, đó là ông Alfred Whitmore, phát hiện ra ở Myanmar. Do đó từ đó thì sau này người ta lấy cái tên là của nhà khoa học luôn, đó là bệnh Whitmore, tức là tên của nhà khoa học phát minh ra cái con, phát hiện ra con vi khuẩn này đầu tiên. Thì sau đó thì nhiều báo cáo trên thế giới đã thấy rằng bệnh Whitmore này nó có mặt ở nhiều nước trên thế giới, chứ không riêng gì ở Myanmar. Thì tập trung chủ yếu là ở vùng phía bắc nước Úc và vùng Đông Nam Á, tức là vùng nhiệt đới mà mưa nhiều, ẩm thấp. Mà chúng ta thấy có ở Thái Lan, có ở Singapore, có Myanmar, Indo và đặc biệt là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì bệnh Whitmore được phát hiện đầu tiên vào năm 1925 do Viện Pasteur Sài Gòn báo cáo. Thì đó là một cái thai phụ khoảng 24 tuổi ở Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì từ thập niên 1940 tới 1970 thì cũng có nhiều ca bệnh Whitmore được báo cáo. Đó là những ca mà xảy ra ở trên những lính người Mỹ, người Pháp mà tham chiến ở Việt Nam. Thì theo những nghiên cứu gần đây nhất của bệnh Whitmore thì trong đó, ở Việt Nam chúng ta thì thấy bệnh Whitmore nó có nhiều rải rác ở tất cả các tỉnh thành của miền Bắc cũng như ở miền Nam. Ở người lớn sẽ bị nhiều hơn ở trẻ em, và tần suất ở nam nhiều hơn ở nữ. Bệnh xảy ra nhiều vào những mùa mưa, những cái vùng mà đồng quê, những cái vùng mà có nước ứ đọng, có nhiều ẩm thấp. Cái vi khuẩn Whitmore này thì ta thấy rằng nó tồn tại ở trên mặt nước và ở đất, nhất là những cái vùng bùn lầy ao tù. Nó sẽ lây qua những cái vết chảy xước với người tiếp xúc vùng đất đó. Thì đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính, thành ra tỷ lệ tử vong rất cao. Cho những ngày thống kê, tỷ lệ tử vong của bệnh Whitmore nó chiếm khoảng từ 40 cho tới 70%. Và một số trường hợp mà tối cấp, người thấy rằng bệnh Whitmore này có thể tử vong trong vòng một tuần khi mà từ lúc bệnh khởi phát. Đây là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Dạ vâng ạ. Như đầu chương trình đã đề cập á, là vi khuẩn Whitmore xuất hiện chủ yếu ở những cái mùa mưa lũ và sống trong bùn đất và nước bẩn. Vậy thì xin bác sĩ cho biết cái con đường lây truyền của vi khuẩn Whitmore nó thâm nhập vào cơ thể là qua con đường nào? Từ đầu chương trình tôi đã trình bày thì tôi đã thấy rằng là bệnh Whitmore nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tần suất xảy ra nhiều thường là lứa tuổi từ khoảng 40 cho tới 60 tuổi. Cả nam đều và nữ đều có thể mắc bệnh. Tuy nhiên thì tần suất ở mắc bệnh ở nam nhiều hơn ở nữ. Do có thể là do cái điều kiện mà tiếp xúc với cái mầm bệnh, với cái môi trường bệnh ở nam nhiều hơn. Tại thấy rằng bệnh Whitmore thường xảy ra ở những người mà hay tiếp xúc với nước, với bùn đất. Ví dụ như những người làm ruộng nè, những người làm vườn nè, những người công nhân xây dựng nè, những người công nhân làm vệ sinh, những người công nhân mà phải làm công việc ở dưới những cái cống rãnh. Họ tiếp xúc với nhiều với lại cái nguồn nước mà ô nhiễm dơ bẩn, thành ra rất dễ bị Whitmore. Thì khoảng 80% những người bị bệnh Whitmore có một hoặc nhiều bệnh lý nền. Ví dụ như họ có tiểu đường, bệnh thận mãn, bệnh suy thận, những người nghiện rượu, những người nghiện ma túy, đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường
mà không khống chế đường huyết tốt. Đây là một cơ địa mà rất dễ bùng phát cái bệnh huyết mò chân hệ, tại do cái sức đề kháng miễn dịch của cơ thể của họ rất là thấp. Tuy nhiên thì ta thấy cũng một số lượng ít bệnh nhân mà mắc bệnh huyết mò mà cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không phải là khỏe mạnh là không mắc bệnh. Như từ đầu chương trình chưa nói thì bệnh huyết mò này, cái con vi khuẩn huyết mò này nó tồn tại ở trên mặt nước, ở trong đất, ở những vùng bùng sình, những cái hồ, những cái cống rãnh mà những gọi nước ao tù, nước bị ô nhiễm. Thì nó sẽ lây qua những cái vết chảy xước ở trên tay, trên chân của cái người mà trực tiếp tiếp xúc với cái nguồn nước đó. Thì đây là cái nguồn lây bệnh chính. Do đó thì ngoài ra thì người ta thấy cũng có một số nghiên cứu vẫn thấy rằng bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Ví dụ như một số người có thể làm cho môi trường đó mà hít phải những bụi đất mà có chứa con vi khuẩn huyết mò, hoặc là nó thể lây qua cái chế độ ăn uống, tức là do chúng ta ăn những thức ăn mà sử dụng những nguồn nước mà chúng ta không xử lý chính chưa lý kỹ, mà nguồn nước đó thì có chứa vi khuẩn huyết mò. Thì hiện tại thì người ta thấy xuất hiện nhiều và ở người và một số động vật như gần như chúng ta, như là mèo, chó, heo, bò, ngựa, một số động vật gặm nhấm vẫn phân lập có cái virus của cái bệnh huyết mò này. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì một số động vật như là heo, chó, mèo, ngựa hoặc là dê gì đấy cũng có cái khả năng là lây nhiễm cái vi khuẩn huyết mò. Nếu như những động vật này mà nhiễm bệnh huyết mò thì có khả năng lây cho người không ạ? Bác sĩ có thể giải thích cụ thể vấn đề này không? Một cái may mắn cho chúng ta là bệnh huyết mò gần cho tới hiện tại theo thống kê của các nhà khoa học thì bệnh huyết mò khả năng mà lây từ người sang người, từ người bệnh sang người lành, cũng như là lây từ động vật bệnh sang người lành rất là hiếm. Thành ra khả năng mà để bệnh huyết mò này nó có thể thành dịch hay đại dịch gần như là rất thấp. Nó chỉ là những cái ca lẻ tẻ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thật sự thận trọng, tại khi cơ thể chúng ta có những vết chảy xước mà tiếp xúc với dịch hay máu của người bệnh hay là của các động, khi chúng ta làm những mẫu xẻ những cái động vật mà có mắc bệnh, nó có nguồn máu đây trực tiếp thì vẫn có thể lây. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì làm thế nào để nhận diện được một người đang bị bệnh huyết mò? Cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nó biểu hiện như thế nào ạ thưa bác sĩ? Các dấu hiệu của bệnh huyết mò thì nó sẽ biểu hiện qua tùy theo cái giai đoạn của bệnh. Thì thường thì người ta thấy rằng khi bệnh huyết mò thời gian ủ bệnh nó khoảng từ 2 tới 4 tuần, tức là thời gian từ khi mà bệnh nhân đó tiếp xúc với bị virus vi trùng huyết mò xâm nhập cơ thể cho tới khi bùng phát bệnh. Thì tuy nhiên nó là trung bình từ 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên thì vẫn có một số trường hợp thì báo dấu những dấu hiệu này biểu hiện sớm, chỉ sau vài giờ, thậm chí có một vài bệnh nhân đã phải vài năm sau mới phát bệnh. Và cũng không số ít trường hợp là bệnh nhân này có bị nhiễm cái con vi khuẩn huyết mò nhưng mà hoàn toàn không bị triệu chứng. Thường thì nó sẽ chảy, bệnh huyết mò sẽ chảy qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn ta gọi là giai đoạn nhiễm trùng cục bộ, tức là khi đó trên da bệnh nhân sẽ có những cái sẩn đỏ, sau đó là nó mừng mủ lên, nó bắt đầu nó lở loét ra. Thì bệnh nhân chịu một bệnh cảnh đau đớn rất nhiều. Đó cũng là một cái dấu hiệu mà thấy vi khuẩn lở ra. Thì đó là dấu hiệu mà người dân hay gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người gì đó. Dạ. Nó ăn từ lan ra. Kèm bệnh nhân có trong giai đoạn bệnh nhân có sốt, nhiễm trùng mà. Có đau đầu, có đau nhức, có cơ thể. Và cái mụn mủ này, cái những mụn mủ này có thể là có cả chất cơ quan trong cơ thể mà chúng ta không phát hiện. Có thể có ở những ổ mủ này, ở gan, ở lách, ở tụy, có thể ở hạch bạch huyết, biểu hiện bệnh nhân sẽ có nổi hạch, sưng đau, hạch toàn thân. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhiễm trùng phổi, tức là sau cái giai đoạn này thì vi khuẩn sẽ tấn công vào phổi. Thường cái giai đoạn này mới là giai đoạn mà bệnh nhân thấy có dấu rõ ràng, bệnh nhân mới đi tới các cơ sở y tế, các bệnh viện để khám bệnh. Bệnh cảnh của mình, một bệnh cảnh viêm phổi của cho cái vi khuẩn huyết mò, bệnh huyết mò gây ra cũng không khác gì một cái bệnh cảnh lao. Tức là bệnh nhân sẽ có tức ngực, phải có ho thường nhiều mức độ, có thể ho khan, ho đàm, hoặc phải ho có máu, có ít máu, tức ngực, khó thở, sốt cao, sụt cân. Mà trên lâm sàng thì gần giống như là một bệnh nhân bị lao vậy đó. Chụp ứng quang phổi thì hai bệnh cảnh cũng gần giống nhau. Tức là nó vẫn có cái nốt rải rác ở khớp phổi.
Do đó thì chúng ta phải thật sự thật cho những người bác sĩ ở lâm sàng cho thấy thận trọng. Những trường hợp mà khi nghi ngờ bệnh cảnh lao thì đòi hỏi là chúng ta phải soi cái đàm để phát hiện, để phân biệt được đây là bệnh cảnh lao hay là bệnh cảnh do cái bệnh huyết mò. Và lần thứ ba là một cái nhiễm trùng máu, hay trên chuyên khoa chúng ta được dùng nhiễm trùng huyết. Nếu chúng ta không chẩn đoán sớm, chẩn đoán nhanh và điều trị đúng phác đồ thì bệnh cảnh sẽ đưa tới một giai đoạn nặng hơn, gọi là nhiễm trùng huyết. Đây là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh huyết mò. Tại vì bệnh sẽ khi đưa đến trùng huyết rồi thì nó dễ dàng đưa tới một cái sốc nhiễm trùng. Bệnh nhân sẽ khả năng tử vong bệnh nhân rất cao. Bệnh nhân sẽ có sốt kèm lạnh run, vật vã, thậm chí có thể lơ mơ ly bì nếu cái vi khuẩn này nó lên tới nào. Bệnh nhân sẽ có dấu hiệu sinh tồn, bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có mạch nhanh, có huyết tụ. Bên đây là bệnh cảnh nặng nhất là xảy ra trên cơ địa những cái bệnh nhân mà có những bệnh lý nền sẵn, ví dụ như tiểu đường, bệnh thận mãn, bệnh phổi mãn, những cơ địa mà nghiện ma túy, nghiện HIV, bị HIV, những cơ địa suy giảm miễn dịch đó, thì cái sốc nhiễm trùng này nó đi vào rất lẹt và bệnh nhân khả năng bị bệnh nhân sẽ tử vong cấp kỳ nếu chúng ta không xử lý kịp. Và tiếp tới thì đó giai đoạn thứ tư là một cái nhiễm trùng toàn thân, tức là khi này vi trùng nó đang tỏa hết cơ thân này, nó sẽ gây có thể là biểu hiện lâm sàng có thể là một cái sưng đau, một cái áp xe của một cái tím mang tai dễ lòng với lại một cái bệnh cảnh bị bệnh nhân bị quay bị, rồi có thể nó gây tổn thương, nó gây áp xe tất cả cơ quan gan, lách, tủy, có thể một cái bệnh cảnh viêm phổi nặng, có thể có cái đông đặc phổi, có áp xe phổi, thậm chí có thể lên tới não, gây tổn thương não, gây viêm não, viêm cuốn não, một bệnh cảnh toàn thân. Và đây là một giai đoạn cuối cùng của bệnh huyết mò. Khả năng bệnh nhân tới giai đoạn này thì khả năng tử vong gần như rất là cao. Thưa quý khán giả, khi mình hoặc là người thân trong gia đình mà có những các cái triệu chứng mà như bác sĩ Hùng vừa chia sẻ thì chúng ta hãy đến ngay các cái cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh được trở nặng và rất khó khăn cho quá trình điều trị cũng như là ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta nhé quý vị. Thưa bác sĩ, thì cái bệnh huyết mò được xem là một bệnh nguy hiểm. Vậy thì căn bệnh này có gây biến chứng không và cái biến chứng thường gặp là gì thưa bác sĩ? Như chương tôi vừa nói, cái biến chứng nghiêm trọng đầu tiên của huyết mò đó là để đưa tới một bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, đưa sốc nhiễm trùng và tử vong. Đây là biến chứng nghiêm trọng, thành ra đòi hỏi những bác sĩ lâm sàng khi tiếp nhận bệnh nhân này chúng ta phải chẩn đoán sớm, chẩn đoán nhanh và được chẩn đoán phác đồ. Cái thứ hai là cái vi khuẩn huyết mò này có thể gây tổn thương não. Nó có thể ăn lăn khi mà giai đoạn nhiễm trùng toàn, nhiễm trùng huyết của nhiễm trùng thân, nó có thể tổn thương não, nó gây viêm não, nó gây viêm cuốn não, nó sẽ làm tổn thương những dây cơ cấu trúc. Thường gặp nhất là sẽ gây liệt dây 7, tức là mặt bệnh nhân sẽ bị méo bệnh. Có thể gây yếu vận động cơ toàn thân hoặc là gây cho bệnh nhân cảnh một bệnh cảnh bệnh nhân bị liệt mềm, tức là ta chống cứng cơ động không đi được cả chứ. Đây là một cái tổn thương ở não do cái huyết mò, mà khi vi khuẩn nó đã lên tới não rồi thì vấn đề điều trị thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu chúng ta điều trị sớm, điều trị đúng thì cái tổn thương não này có thể phục hồi. Nếu tổn thương muộn thì đây có thể là một di chứng lâu dài và suốt đời cho bệnh nhân. Như vậy thì để tránh những cái nguy cơ biến chứng xảy ra, là khi mà phát hiện ra có cái triệu chứng của bệnh huyết mò thì khán giả phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, phải không bác sĩ? Thưa bác sĩ, thì Bích Ngọc và rất là nhiều khán giả thắc mắc là tại sao người ta lại gọi cái vi khuẩn huyết mò là vi khuẩn ăn thịt người. Bác sĩ có thể lý giải vấn đề này không ạ? Chúng ta phải có một cách nhìn nhận và một cách suy nghĩ nó đúng đắn về bệnh huyết mò. Tại vì trên thường bệnh huyết mò sẽ biểu hiện bằng trên cơ thể người bệnh là nó sẽ gây hoại tử các mô và làm chết các mô. Ở trên của ngoài da nó sẽ gây tổn thương da, nó sẽ gây mưng mủ, nó gây lở loét toàn thân. Rồi vi khuẩn này nó có thể gây mưng, nó có thể lan tới những cái cơ quan trong nội tạng, nó gây tổn thương ở gan, ở tụy, ở lách, tổn thương ở phổi, thậm chí nó lan lên tới não, đi toàn thân. Chính đó là lý do mà tại sao người dân dùng cái từ khuẩn thịt người, tức là người dân cảm giác rằng là cái vi khuẩn này nó ăn hết, nó đi hết toàn thân, chỗ nào nó cũng gây tổn thương, chỗ nào nó cũng gây hoại tử và cũng có thể gây chết các mô ở đó. Thưa bác sĩ, để điều trị cái căn bệnh huyết mò hiệu quả thì hiện nay đang sử dụng cái phương pháp nào
để mà ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh nguy hiểm này trong cộng đồng ạ? Như tôi vừa nói, thì một cái may mắn cho chúng ta là bệnh Whitmore chỉ là những bệnh xảy ra đơn lẻ, không có gây thành dịch hay đại dịch. Vì người ta thành công nhà thấy rằng nó hiếm khi mà nó lây từ người sang người bệnh sang người lành, hay lây từ vật bệnh sang người lành. Tuy nhiên thì chúng ta phải thật sự thận trọng. Cái bệnh Whitmore này hiện tại chúng là bệnh do vi khuẩn, chúng ta chưa có vaccine, chúng ta chỉ có kháng sinh điều trị đặc hiệu. Do đó làm sao chúng ta, đầu tiên là chúng ta phải làm mọi cách để chúng ta ngăn, chúng ta không còn hạn chế tối đa, không bị mắc bệnh Whitmore này. Tức là đường lây truyền thì chúng ta nắm rồi. Do chì xước những vết bàn tay bàn chân khi tiếp xúc với đất nước, những cái hồ, những cái vùng nước ô nhiễm bị ảo trục, chúng ta hạn chế tối đa. Và cái thứ hai là chúng ta phải làm sao khi phát hiện có những triệu chứng lạ trong cơ thể thì chúng ta phải đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán sớm nhất và có hướng xử trí điều trị sớm nhất, để tránh tới giai đoạn mà phải chuyển qua một cái nhiễm trùng huyết hay nhiễm trùng toàn thân, thì giai đoạn này dùng nặng và có thể gây tử vong. Dạ vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái bệnh Whitmore là bệnh nguy hiểm, thế nhưng mà không thường gặp và không thể bùng phát thành dịch. Tuy nhiên thì người dân cũng nên đừng nên chủ quan đối với cái căn bệnh nguy hiểm cấp tính này. Vậy thì cái căn bệnh này có chữa dứt điểm được không, và cái thời gian điều trị bao lâu thì khỏi ạ, thưa bác sĩ? Như từ đầu chương trình tôi đã nói, đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính nặng. Nếu chúng ta điều trị một mổ thì khả năng tử vong bệnh nhân rất cao, từ 40-70%. Đây là bệnh có thể điều trị được bằng các loại kháng sinh hiện tại chúng ta đã có. Tuy nhiên thời gian điều trị kéo rất dài. Trung bình một bệnh nhân điều trị Whitmore thì có thể điều trị từ khoảng 8-12 tuần. Thậm chí một số tùy theo cái cơ địa bệnh nhân và cái bệnh cảnh bệnh nhân tới bệnh viện trong những giai đoạn nào, thì một số bệnh nhân có thể điều trị tới 6 tháng, thậm chí một năm. Một bệnh nhân điển hình tới bệnh viện mà trong giai đoạn sớm, tức là tới giai đoạn viêm phổi là đã bắt đầu đã muộn rồi đó. Tới nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng thân thì đã nặng lắm rồi. Thì chúng tôi để điều trị thường là giai đoạn tấn công, bệnh nhân sẽ điều trị kháng sinh đường truyền, đường chích liên tục trong vòng 2 tuần. Sau đó thì nếu bệnh nhân đã ổn thì có thể phải điều trị tiếp tục cho bệnh nhân, chứ không phải là thấy ổn, thấy khỏe, thấy hết sốt là ngưng đâu. Tiếp tục cho bệnh nhân khoảng từ 8-10 tuần nữa, tức là trung bình một cái liệu trình điều trị cho bệnh nhân khoảng là 3 tháng. Thì bệnh nhân có thể, nếu mà ổn thì bệnh cơ địa khỏe mạnh, và bệnh nhân sớm thì bệnh nhân có thể dứt điểm bệnh này hoàn toàn. Thưa bác sĩ, thì hiện nay vẫn chưa có cái vaccine phòng bệnh Whitmore. Vậy thì căn bệnh này có phòng ngừa được không? Bác sĩ có khuyến cáo gì để giúp cho người dân phòng bệnh Whitmore hiệu quả, thưa bác sĩ? Để chủ động phòng bệnh Whitmore thì Bộ Y tế đã đưa cho chúng ta 5 điều khuyến cáo cần thiết để mà chúng ta thực hiện trong giai đoạn mà bệnh Whitmore có thể bùng phát trở lại. Thứ nhất là làm sao chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với cái nước bẩn, đặc biệt là những cái nơi mà nguồn nước bị ô nhiễm, nguồn nước ảo trục. Chúng ta phải sử dụng giày dép, những cái đồ bảo hộ đối với những người mà thường xuyên phải làm những cái công việc mà phải tiếp xúc với nguồn nước bẩn, ví dụ như là những người làm vườn nè, những người công nhân xây dựng, những người vệ sinh, nhất là những người mà phải làm quét dọn những cái cống, những cái rãnh, phải có bộ đồ bảo hộ, tức là găng tay, tất cả đồ bảo hộ nó phải thật đúng. Cái thứ ba là khi mà chúng ta có một cái vết thương, vết thương hở, vết thương chảy xước, thì chúng ta phải làm gì làm thì chúng ta phải vệ sinh vết thương, rồi chúng ta phải băng vết thương lại và hạn chế tối đa tiếp xúc với những nguồn nước, nước đất ô nhiễm. Nếu bắt buộc cho nghề nghiệp người ta, mà nếu bắt buộc phải tiếp xúc với nguồn đó, ví dụ như công nhân mà xây dựng, công nhân đi làm mà bắt họ nghỉ, làm sao họ nghỉ được khi họ có vết thương, thì chúng ta phải băng vết thương bằng những cái miếng loại băng mà không thấm nước, sau đó là xài được dụng bảo hộ. Sau khi mà làm việc xong thì chúng ta phải rửa sạch lại vết thương và chăm giữ sự vết thương thật kỹ. Thứ tư là đối với những người mà có, nhất là những người có bệnh mãn tính, như nãy giờ tôi vừa nói là những người bệnh mãn tính là những người mà cái nguy cơ họ mắc bệnh rất cao, thì tiểu đường này, bệnh thận mãn, suy thận mãn, làm sao chúng ta điều trị và khống chế những cái bệnh mãn tính này rất tốt, phải thật tốt. Kèm theo bệnh nhân phải có một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng của bệnh nhân lên, hạn chế tối đa là khi mà nếu lỡ
họ có mắc bệnh thì cơ thể họ có đủ sức đề kháng để mà vượt qua cái cơn bệnh này. Nhất là những người tiểu đường mà họ có những vết thương, phải chăm sóc vết thương này cực kỳ, phải rất kỹ. Chứ vết thương này mà nó không lành, mà khi mà họ ra môi trường họ tiếp xúc với cái bệnh này nữa thì nguy cơ họ tử vong rất cao. Và khi cái điều quan trọng nhất là khi người dân nghi ngờ mắc cái bệnh này thì phải tới một cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ khám chẩn đoán sớm và có hướng điều trị càng sớm càng tốt. Tại vì đây là bệnh nhân trùng cấp tính nặng, nếu để giai đoạn muộn khả năng tử vong bệnh nhân rất cao. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn bác sĩ Hùng đã chia sẻ những cái thông tin vô cùng hữu ích cho quý khán giả. Hy vọng với những thông tin mà bác sĩ Hùng vừa chia sẻ sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về vi khuẩn ăn thịt người gây bệnh Whitmore để chủ động phòng ngừa, không nên chủ quan với căn bệnh nguy hiểm này. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.